Cổ động viên Việt Nam chơi lớn phát tiền nóng cho khán giả trên sân vận động quốc gia Lào. Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 6-0 dễ dàng ở trận ra quân AFF Cup 2022 trước đội tuyển Lào. Đây là kết quả không khiến giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy bất ngờ bởi sự chênh lệch về trình độ của hai đội là khá lớn. Dù thi đấu trên sân khách, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên, trong đó có không ít những người đang sinh sống và làm việc tại Lào. Ngoài ra, nhiều cổ động viên cũng từ Việt Nam sang để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp của hai đội khá lớn, thậm chí sau trận thắng 6-0 của đội tuyển Việt Nam, một cổ động viên Việt Nam vì quá vui mừng đã chơi lớn, phát tiền nóng cho những khán giả có mặt trên sân vận động quốc gia Lào. Đây rõ ràng là cảnh tượng hiếm thấy bởi không có nhiều cổ động viên sẵn sàng dốc hầu bao để ăn mừng Việt Nam giành chiến thắng ngay ở trận ra quân. Trước khi trận đấu diễn ra khoảng 4 tiếng, hơn 100 thành viên của Hội Cổ động viên Việt Nam đã tụ tập ở gần trung tâm thủ đô Lào. Từ quảng trường thủ đô, đoàn cổ động viên Việt Nam đã lên kế hoạch diễu hành qua những con phố lớn trước khi dừng chân ở sân vận động quốc gia Lào. Đa số cổ động viên đội tuyển Việt Nam chỉ mới sang trong sáng 21 tháng 12 bằng đường bộ. Một số người sang từ vài ngày trước để vừa du lịch, vừa cổ vũ đội tuyển. Tuy nhiên, tất cả đều quên đi sự mệt mỏi, luôn giữ tinh thần máu lửa để tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.